Quân đội Nga tinh vi lừa phi công Ukraina vào bẫy tử thần Một trong những phi công hàng đầu của Kiev đã tiết lộ rằng Nga đã tạo ra các bẫy tinh vi để phục kích các máy bay chiến đấu của Ukraine, theo bà Anh Telegraph. Thiếu tá Vadim Voroshilov nói rằng, việc không quân Ukraine hàng ngày phải sử dụng máy bay lỗi thời của Liên Xô để ngăn cản quân Nga đã trở nên khó khăn và anh cầu xin phương Tây gửi máy bay chiến đấu F-16. Thiếu tá Voroshilov chia sẻ với Telegraph rằng, người Nga luôn thay đổi chiến thuật nên tác chiến không ổn định. Họ làm bẫy, họ sẽ gửi một máy bay phản lực của Nga đến, lừa phi công Ukraine nghĩ rằng chỉ có một máy bay phản lực. Sau đó hai hoặc ba chiếc nữa sẽ xuất hiện ở hai bên, bao vây máy bay Ukraine một cách hiệu quả. Khi các phi công Ukraine tiếp tục lái những chiếc MiG-29 từ thời Liên Xô, Voroshilov nhấn mạnh rằng họ không thể làm gì khác hơn là giữ trận địa. Việc quét sạch người Nga với những máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không hiện đại như Sukhoi Su-35 và máy bay ném bom Su-34 đã trở nên khó khăn. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể cầm chân kẻ thù, nhưng với F-16, chúng tôi có thể kiểm soát sân bay cũng như vùng biển và mặt đất để bảo vệ bộ binh. Chúng tôi cần nhiều máy bay hiện đại hơn để chiến đấu tốt hơn kẻ thù, ông Voroshilov nói. Trước đây, Ukraine đã kêu gọi mua những chiếc F-16 do Mỹ sản xuất. Trong đó, có hơn 3.000 chiếc đang hoạt động trên toàn thế giới. Máy bay đa chức năng đã được nâng cấp và cải thiện trong những năm qua bao gồm một số máy bay có công nghệ thể thứ năm như radar tiên tiến. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây cho biết, ông không muốn cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào lúc này. Điều này đã khiến người đồng cấp Ukraine Zelensky thúc giục Thủ tướng Anh Rishi Sunak cung cấp cho Ukraine RAF Typhoon. Vào tháng 2, Thủ tướng đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng điều tra xem máy bay nào của Anh có thể được trao cho Ukraine. Mặc dù ông Sunak cảnh báo rằng có thể mất 3 năm để đào tạo một phi công không thời gian này là điều mà thiếu tá Vorosilov và đồng nghiệp của ông là đại tá Volodymyr Lohachov, trưởng phòng hàng không của Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine tranh cãi. Đại tá Lohachov nói cần ít hơn 6 tháng để huấn luyện phi công trên một chiếc máy bay phản lực như vậy. Chừng nào chúng ta còn tiếp tục chờ đợi, chúng ta sẽ mất thêm nhiều phi công. Chúng tôi có một danh sách những phi công tiên tiến nhất có thể được huấn luyện trên F-16 và thật không may một số người trong số họ đã không qua khỏi. Trong những tuần gần đây, các quốc gia thành viên NATO tại Đông Âu đã bắt đầu chuyển giao các máy bay chiến đấu cũ của Liên Xô lần đầu tiên, với lời hứa từ phương Tây rằng các mẫu mới hơn sẽ được cung cấp bổ sung. Slovenia và Ba Lan đều đã gửi những chiếc MiG từ kho cũ của họ, nhưng một số chỉ để làm phụ tùng thay thế. Mặc dù phương Tây không hứa hẹn nhiều về việc cung cấp máy bay chiến đấu tiên tiến của phương Tây, các phi công của Ukraine vẫn lạc quan. Hầu hết các phi công và kỹ sư tiên tiến đều phải trải qua các bài học tiếng Anh chuyên sâu để họ có thể hiểu được người hướng dẫn của mình nếu đến lúc được huấn luyện trên các máy bay chiến đấu của phương Tây. Điều này bất chấp những gợi ý từ London rằng Ukraine sẽ không nhận được bất kỳ máy bay chiến đấu nào của Anh cho tới sau cuộc chiến. Đây không phải là thứ mà đại tá Lohachov muốn đùa. Ông giải thích, để hoạt động hiệu quả trên không, các máy bay phản lực phải có radar hiện đại và tên lửa không đối không. Các radar trên các máy bay phản lực của Nga tốt hơn khoảng 4 lần so với những gì chúng tôi có và chúng có thể nhìn xa hơn nhiều. Đồng thời tên lửa của Nga có khả năng cao hơn đáng kể so với tên lửa của Liên Xô loại khí tài này đang trở nên nguy hiểm hơn. Đôi khi chúng tôi thậm chí không thể thấy rằng người Nga đã phóng tên lửa. Điều này rất nguy hiểm cho phi công. Ông giải thích Nga có khả năng tiến hành một cuộc tấn công từ cách chiến tuyến 200 km. Trong khi Ukraine phải ở gần kẻ thù hơn nhiều mới có thể bắn, điều này nguy hiểm hơn nhiều. Thông điệp của các phi công rất rõ ràng, có được những chiếc F-16 sẽ giúp chúng tôi sống sót và giữ cho nhiều người sống sót hơn. Chỉ mới 29 tuổi, thiếu tá Voroshilov có biệt danh là Karaya đã trở thành phi công lái máy bay chiến đấu nổi tiếng nhất Ukraine. Một phần là do lượng người theo dõi khổng lồ của anh trên mạng xã hội. Nhưng cũng là sau khi anh được Tổng thống Zelensky tổ chức lễ kỷ niệm sau một sự cố khi đang đi tuần tra, khiến anh phải nhảy ra khỏi chiếc máy bay phản lực mà anh đã điều hướng xuống cánh đồng để an toàn cho những người khác tại mặt đất. Voroshilov đang bay vào buổi tối khi người Nga phóng một số máy bay không người lái. Để có cái nhìn rõ hơn về radar của máy bay không người lái, Voroshilov lại bay gần hơn và sau khi hạ gục hai trong số chúng, vụ nổ thứ hai đã phá hủy kính chắn gió của Voroshilov, buộc anh phải thoát ra ngoài. Đối với tiêu tá Voroshilov, đây là một ví dụ điển hình về lý do tại sao người Ukraine cần máy bay tốt hơn. Voroshilov nói, nếu chúng tôi muốn tấn công các máy bay phản lực của Nga, chúng tôi phải tới gần tiền tuyến hơn nhiều và bay ở khoảng cách thấp. Điều này rất nguy hiểm. Người Nga có tổng cộng 40 căn cứ không quân, hơn 700 máy bay và trực thăng và chúng hiện đại hơn máy bay phản lực của chúng tôi. Chúng tôi đang giải quyết vấn đề mua máy bay phản lực của phương Tây vì những gì chúng tôi hiện có không đủ hiệu quả trên chiến trường. Khi được hỏi liệu nhận được máy bay chiến đấu phương Tây có đồng nghĩa với việc chấm dứt cuộc chiến này hay không, các phi công tỏ ra thực tế. Không ai có thể nói như vậy, nhưng nó sẽ có ích, tiêu tá Voroshilov nói. Ukraine tiết lộ chiến thuật hạ UAV sát thủ Nga Chỉ huy Ukraine cho rằng máy bay không người lái của Nga là mục tiêu tốc độ thấp, do vậy cần sử dụng khí tài phù hợp để bắn hạ. Máy bay không người lái Shahed là mục tiêu tốc độ thấp, do vậy cần sử dụng súng máy cỡ lớn loại khí tài được xem là hiệu quả hơn để bắn hạ chúng, Sergei Dayev, chỉ huy lực lượng phòng vệ của lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết hôm 2 tháng 4. Các máy bay không người lái của Nga liên tục thay đổi lộ trình để tránh bị tổn hại và hoàn thành nhiệm vụ. Đôi khi chúng bay theo vòng tròn, tiến từ một bên, bay vòng qua rồi quay trở lại. Chúng liên tục tìm cách tránh hệ thống phòng không của chúng tôi, ông Nayev cho biết thêm. Chỉ huy Ukraine xác nhận, nhờ sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài và sự lãnh đạo của lực lượng vũ trang Ukraine, phạm vi bao phủ của các hệ thống phòng không liên tục được tăng lên. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ không thể bao phủ từng mét vuông, nhưng chúng tôi đang cố gắng triển khai các nhóm tấn công cơ động và hệ thống phòng không ở khoảng cách phù hợp để có thể yểm trợ và bảo vệ cho nhau. Ông Naidyap nói. Từ cuối năm 2022 và đầu năm nay, Ukraine cho biết nga đã ngừng sử dụng máy bay không người lái Uav Chiran 2 vì các Uav này không hoạt động trong thời tiết lạnh giá. Theo quan chức Suleikin. Geran 2 được làm bằng nhựa và các vật liệu không có đủ khả năng để chống băng giá, vì vậy nó không tác chiến hiệu quả trong mùa đông. Phương Tây và Ukraine nghi ngờ Grand 2 chính là UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất và Nga tiến hành sơn lại. Iran thừa nhận có bán một số lượng nhỏ UAV cho Nga trước khi xung đột bùng phát tại Ukraine, nhưng đã dừng cấp thêm hàng. Trong khi Moscow tuyên bố chỉ sử dụng UAV nội địa trong cuộc chiến với Ukraine, Nga bắt đầu tăng cường sử dụng UAV từ tháng 10 trong một nỗ lực tấn công ồ ạt vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine, khiến thủ đô Kiev và nhiều thành phố lớn mất điện trên diện rộng trong mùa đông. Phương Tây cho rằng Nga muốn gây áp lực lên đối phương khi họ phải đối mặt với một số bước lùi trên chiến trường trong thời gian qua. Shahed 136 được thiết kế để tự hủy khi va chạm và có tầm bay thấp, có đủ khả năng tránh radar. UAV này cũng có giá tương đối rẻ, 20.000 đô một chiếc so với các loại khí tài tiên tiến hơn cùng loại, khiến nó dễ dàng tấn công các thành phố và vị trí quân sự của đối phương. Với đầu đạn nặng 40 kg, Shahed-136 gây ra thiệt hại đáng kể sau khi tấn công. Ukraine gần đây đã đăng tải những hình ảnh mổ xẻ UAV của Nga. Theo tình báo Ukraine, kết quả cho thấy hầu hết các linh kiện trong UAV của Nga dường như do phương Tây sản xuất. Cuối năm ngoái, Anh nhận định Nga đã dùng hết kho UAV sản xuất tại Iran và dường như sẽ tiếp tục đặt hàng từ Iran. Tuy nhiên, Iran khẳng định không chuyển cho Moscow bất cứ khí tài nào có thể được sử dụng tại chiến trường Ukraine. Cơn đau đầu của NATO có thể đóng góp giải quyết xung đột Nga-Ukraine mặc dù luôn bị mô tả là cơn đau đầu của nato nhưng theo đánh giá của một số chuyên gia thổ nhĩ kỳ hoàn toàn có thể đóng vai trò hòa giải trong tương lai đối với cuộc xung đột nga ukraine sau rất nhiều tranh cãi thổ nhĩ kỳ cuối tuần qua cũng đồng ý để phần lan gia nhập nato nhưng vẫn tiếp tục nói không với thụy điển và nato đơn giản là phải chung sống với thực tế này động thái cứng rắn của thổ nhĩ kỳ với thụy điển là hành động mới nhất trong một loạt các hành động của ankara khiến các đồng minh trong liên minh quân sự phiền não thậm chí là tức giận. Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã gây tranh cãi khi quyết định mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Nước này cũng đã nhiều lần tấn công lực lượng dân quân người Kurd mà Mỹ hỗ trợ tại Syria. Và cho tới nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vẫn trò chuyện thường xuyên với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một số nguồn tin nói với Politico rằng có những ý kiến trong nội bộ NATO bày tỏ tức giận với cách tiếp cận theo chủ nghĩa cản trở của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một động thái mang tính biểu tượng, Nhà Trắng đã không mời các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh về dân chủ. Và một số nhà quan sát đang đặt câu hỏi làm thế nào mà Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO từ năm 1952, có thể phù hợp với liên minh phòng thủ của phương Tây. Mặc dù vậy, đa số các quan chức NATO và đồng minh tỏ ra không muốn tham gia vào vấn đề này. Họ khẳng định NATO và Thổ Nhĩ Kỳ bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân vì lợi ích chung. Thổ Nhĩ Kỳ có quân đội lớn thứ hai trong NATO và vẫn tích cực đóng góp cho các hoạt động nhiệm vụ của Liên minh, điều mà không phải thành viên nào cũng làm được. Quan trọng hơn cả, Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí địa chính trị đắc địa tại khu vực Biển Đen và Địa Trung Hải. Mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga thậm chí có thể khiến nước này trở thành một bên đối thoại hữu ích trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên quan trọng của NATO vì nhiều lý do. Họ đã đóng cửa eo biển Bosphorus đối với các tàu hải quân. Điều này đã làm giảm khả năng của Nga trong việc củng cố sự hiện diện của họ tại Biển Đen và xung quanh Crimea. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: "Bất chấp việc Thổ Nhĩ Kỳ là cơn đau đầu kinh niên với liên minh, NATO vẫn sẵn sàng thỏa hiệp để giảm thiểu bất đồng nhằm giữ Ankara ở lại, nhấn mạnh giá trị mà liên minh đang đặt lên sự hài hòa giữa một thế giới đầy bất ổn." Sinan Ugen, thành viên cấp cao tại Carnegie Europe cho biết, "Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp một tấm đệm an ninh cho NATO và chắc chắn NATO cung cấp một chiếc ô an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ." Một nhà ngoại giao châu Âu bày tỏ cái nhìn trực diện hơn, "Tất nhiên Thổ Nhĩ Kỳ cần NATO. Theo nhà ngoại giao này, câu chuyện Thổ Nhĩ Kỳ là vấn đề hệ trọng trước mắt, nhưng mọi người thường làng tránh đề cập. Chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ khiến nước này khác biệt với hầu hết các đồng minh NATO. Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án chiến dịch quân sự của Nga và cung cấp viện trợ cho Ukraine, nhưng cũng từ chối trừng phạt nhằm vào Moscow. Kể từ khi xung đột vũ trang Ukraine nổ ra, ông Erdogan đã gặp trực tiếp ông Putin nhiều lần bên cạnh các cuộc điện đàm. Ông Erdogan thậm chí còn cáo buộc phương Tây khiêu khích Nga một nhà ngoại giao cấp cao khác nói với điều kiện giấu tên rằng quốc gia này áp dụng các cách tiếp cận cân bằng mọi thứ một cách thực tế để tối đa hóa lợi ích của chính họ trong khi đó các quan chức thổ nhĩ kỳ vẫn luôn coi đất nước của họ là người hỗ trợ đắc lực trong liên minh theo quan điểm của họ thổ nhĩ kỳ là một đồng minh nato có thể đảm nhận vai trò bắc cầu mà các nước phương tây đang cố gắng lấp đầy mặc dù chúng tôi có những bất đồng sâu sắc về một số vấn đề nhất định nhưng chúng tôi có một kênh liên lạc chức năng với nga một quan chức thổ nhĩ kỳ giấu tên nói Vị quan chức này cũng lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp làm trung gian cho thỏa thuận giữa Nga và Ukraine để vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen. Thỏa thuận này giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực mới. Quan chức này nhấn mạnh đồng thời cho biết thêm rằng Ankara cũng đang đóng vai trò tích cực trong hoạt động trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ khác nêu rõ: Không ai có thể tuyên bố một cách hợp lý rằng chúng tôi là một kẻ đứng ngoài liên minh dù theo bất kỳ cách nào. Đồng thời cá buộc có một số nước trong liên minh không thực sự nhạy cảm. Với các mối quan tâm sống còn và hiện hữu đối với an ninh của chúng tôi, dù được coi là người hỗ trợ hay kẻ gây rối, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nhận được sự nhượng bộ nhất định từ phía NATO. Năm 2010, Liên minh đã bổ nhiệm một công chức Thổ Nhĩ Kỳ làm trợ lý tổng thư ký về chính sách và kế hoạch quốc phòng. Các tài liệu của NATO thường xuyên nhấn mạnh mối đe dọa khủng bố đối với Liên minh, một cái gật đầu trước những lo ngại của Ankara. Jamie cựu quan chức cấp cao của NATO cho biết, hầu hết các thành viên khác không muốn bị cô lập, họ không muốn trở thành kẻ xấu. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không bận tâm. Ông nói thêm, điều đó mang lại cho Thổ Nhĩ Kỳ đòn bẩy to lớn và sức mạnh to lớn. Và có cảm giác rằng, bất chấp những e ngại về hành vi của Ankara, chính sách đối ngoại khác thường của họ có thể có ích trong tương lai. Ông Shea đánh giá, các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine không có lợi vào lúc này. Nhưng khi họ trở lại, ai sẽ đóng vai trò người hòa giải? Đó sẽ là Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ? Tôi đặt cược vào Thổ Nhĩ Kỳ. Những yếu tố quyết định cuộc phản công mùa xuân của Ukraine Ukraine có kế hoạch phản công trong mùa xuân này, nhưng trước hết Kiev sẽ cần tập trung các nguồn lực. Cuộc phản công cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Ukraine đang chuẩn bị phát động một cuộc phản công mùa xuân để chiếm lại lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát và hy vọng sẽ lặp lại thành công của các cuộc phản công vào tháng 9 năm 2022. Để thực hiện điều đó, quân đội Ukraine sẽ phải vượt qua các phòng tuyến của Nga. Nhưng trước hết, Ukraine sẽ cần tập trung các nguồn lực và lực lượng của mình. Cuộc phản công cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Nhân lực và khí tài Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko cho biết, Kiev đã hoàn thành việc tuyển mộ lực lượng bảo vệ tấn công, được thành lập với mục đích chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga. Tính tới ngày 1 tháng 4, 8 lữ đoàn mới đã được thành lập và chúng tôi đã sẵn sàng phản công tích cực, ông Klimenko tuyên bố. Ông Klimenko không tiết lộ số lượng nhân sự chính xác trong lực lượng mới, nhưng một lữ đoàn thường bao gồm từ 3.000 tới 5.000 quân. Bộ Nội vụ Ukraine trước đó cho biết họ đang thành lập lực lượng bảo vệ tấn công với mục đích khôi phục quyền kiểm soát của Kiev đối với các vùng lãnh thổ từng là một phần của nước này trước năm 2014. Các vùng lãnh thổ này bao gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng, các vùng Zaporizhia và Kherson đã trưng cầu dân ý và sắp nhập vào Nga vào cuối năm 2022, cũng như Crimea đã sắp nhập vào Nga năm 2014. Lực lượng mới của Ukraine được cho là chỉ chấp nhận những tân binh đã qua đào tạo, bao gồm các thành viên của quân đội, cảnh sát và bộ đội biên phòng. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov tuyên bố quân đội Kiev sẽ sử dụng khí tài phương Tây mới cung cấp, bao gồm cả xe tăng Leopard của Đức, để tấn công các khu vực do Nga kiểm soát theo nhiều hướng, bắt đầu từ tháng 4 tới tháng 5. Thời điểm phản công Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cập tới kế hoạch phản công trong các bài phát biểu qua video hàng ngày của ông, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Chuyên gia thời tiết đồng thời là cựu chiến binh không quân Mỹ David Ham cho rằng, bất kỳ ai xác định được thời điểm kết thúc mùa buồn lầy tại Ukraine, tùy theo khu vực, sẽ tiến gần hơn tới câu trả lời về thời điểm Kiev có thể tiến hành một cuộc phản công để giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Ở Ukraine, mùa buồn lầy được gọi là Rasputitsa, khiến các cánh đồng và con đường không trải nhựa, không thể đi lại trong khoảng một tháng, và mùa xuân và mùa thu, do mưa và tuyết tan. Xe tăng và xe chở quân cùng pháo binh đều có thể bị xa lầy. Trong khoảng 20cm trên cùng của đất, khi độ ẩm tăng lên thì độ cứng của đất giảm xuống. Độ cứng của đất thay đổi rất nhanh khi độ ẩm tích tụ. Trong suốt mùa đông, phần lớn bề mặt đất bị đóng băng độ ẩm tích lũy dưới dạng tuyết, mặt đất sẽ nhão ra khi băng tuyết tàn, ông Hem nói. Ông Hem dự đoán, ở miền nam Ukraine, đất sẽ khô lại từ khoảng giữa tháng 4, ở khu vực Donetsk là khoảng 2 tuần sau đó, và ở khu vực Lugan xa hơn về phía bắc là từ giữa tháng 5. Nếu dự đoán này là chính xác, nó có thể mang lại ý nghĩa chiến lược quan trọng. Trong khi xe tăng Nga vẫn đang bị mắc kẹt trong buồn lầy tại miền đông Ukraine, thì quân đội Ukraine có thể bắt đầu phản công ở phía nam hướng tới thành phố Militopol mà Moscow đang kiểm soát. Theo ông Hem, các phương tiện quân sự có thể di chuyển được hay không phụ thuộc vào độ cứng của đất. Trong mùa buồn lầy, việc phản công cũng sẽ tùy thuộc vào phương tiện nào được sử dụng. Nói một cách đơn giản, sức nặng của xe tăng và xe bọc thép chở quân, bao gồm cả số người mà chúng vận chuyển, sẽ quyết định liệu chúng có khả năng bị mắc kẹt trong buồn lầy tại Ukraine hay không. Thay đổi chiến lược, Ukraine đã nhận được một số đợt chuyển giao thiết bị quân sự từ các nước phương Tây trong những ngày qua, bao gồm cả xe bọc thép từ Mỹ, Anh, Đức. Tuy nhiên, nhà sử học và cựu đại tá thủy quân lục chiến Pháp Michel Goya cho rằng khi tài quân sự không đảm bảo cho một chiến thắng quan trọng, Ukraine sẽ phải thay đổi chiến thuật nếu họ muốn đạt được một bước đột phá. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 24 của Pháp ngày 31 tháng 3, ông Goya cho rằng Kyiv cần phải tiến hành nhiều cuộc tấn công lớn. Hiện tại, các lực lượng Ukraine cần hướng tới Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhia phía đông nam và Starobisk, thuộc tỉnh Luhansk miền đông. Ukraine sẽ cần tập trung các nguồn lực và lực lượng của mình, ít nhất là hàng chục lữ đoàn vào một khu vực cụ thể xe tăng, xe bọc thép và pháo tự hành do phương Tây cung cấp sẽ cho phép Kiev củng cố và tăng cường sức chiến đấu của các đơn vị tham chiến. Tuy nhiên, ông Koya cho rằng nguồn cung cấp hiện tại sẽ chỉ đảm bảo cho tối đa 3 tới 4 lữ đoàn chiến đấu của Ukraine. Điều này sẽ không đủ để đảm bảo cho một chiến thắng quyết định. Kiev sẽ cần ít nhất 10 lữ đoàn để cuộc tấn công của họ được hiệu quả. Hơn nữa, các phòng tuyến của Nga bây giờ đã được củng cố vững chắc và mạnh hơn so với trước đây. Điều đó có nghĩa là phía Ukraine sẽ cần phải tăng cường gấp đôi cường độ phản công, ông Goya nhận định. Theo ông Goya, Ukraine sẽ cần tổ chức nhiều cuộc tấn công. Một cuộc phản công đơn lẻ sẽ không đủ để đạt được mục tiêu chiến lược là giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát. Viện nghiên cứu ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cũng đồng quan điểm cho rằng Ukraine sẽ cần tiến hành một loạt các cuộc phản công, chứ không phải chỉ một, để chiếm thế tượng phòng.